Vâng, xin chào anh em cả nhà nhé. Chào mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục với clip Linh Sam siêu bông. Thì lâu lắm rồi mình không quay lên. Thì nay theo yêu cầu của nhiều anh em khác, thì mình quay lên để cho anh em coi đây. Lô Linh Sam siêu bông này mới về nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây nha anh em. Đấy, hàng siêu bông mới về rất là đẹp nè, 150.000 một cây. Đấy, giá vẫn bằng cũ luôn, không thay đổi, để phục vụ anh em thôi nha. Đấy, lá rất là đẹp, tàn rất là ok, dáng lắc lượn ok luôn nè. Đấy, 150.000 một cây. Thì mình quay lướt qua mười mấy cây để cho anh em coi nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ báo số lượng cho mình nha. Đa số cây nào cũng giống cây nào thôi. Đấy, nha, gốc của nó gần được bằng ngón tay chỏ, gần bằng ngón tay chỏ thôi nha. Tại vì có 150.000 một cây thôi nên là giá nó cũng rất là rẻ. Hàng này là hàng chợ, phù hợp cho những anh em nào mua về chơi và thưởng thức nha. Tập chơi luôn, không đáng bao nhiêu tiền cả, chỉ 150.000 thôi. Đấy, lấy số lượng 2 cây trở lên thì mình mới ship nhá. Linh Sam này, 150.000 cây, lấy số lượng 2 cây trở lên mình mới ship nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Tay chia của nó cũng rất là đều, đẹp luôn rồi. Thì mình quay lướt qua này. Đấy, quay lướt qua để cho anh em coi này. Dáng dấp cây chia tay rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn anh em. Chỉ có 150.000 một cây thôi. Cây này thì là hai gốc nữa. Đấy, tàn các bạn nhìn thấy không? Đấy, tay rất là dày và đẹp rồi. Đấy, cũng có nón, cũng có phúc đàng hoàng nha. Anh em mua về chơi không suy nghĩ gì hết. Quá 150.000 một cây thôi, không có nhiều. Giá là rất là rẻ, rất là hữu nghị rồi. Rất là rẻ và đẹp nè. Đấy, 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 trong kia còn rất là nhiều nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ báo cho mình số lượng thôi, tại vì cây đa số nó cũng giống nhau quá nên là mình không có đánh số. Thì anh em cứ nhu cầu lấy 2 hoặc 3 cây hoặc 4 cây gì đó thì cứ báo số lượng cho mình. À, nhắn cho mình địa chỉ với tên người nhận nhé, rồi mình gửi bưu điện qua cho. Ship COD Viettel luôn nhé. Rồi, thôi clip này mình cũng ngắn đến đây thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip tiếp theo nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình theo số 0355 823 389 hoặc số hiển thị trên màn hình nhé. Rồi, mọi người nhớ ấn like và subscribe kênh, ấn chuông theo dõi để nhận những thông tin video mới nhất nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.